ta cần có một cảm biến nhiệt độ. Ở đây mình sử dụng cảm biến nhiệt độ TBM10. Thiết bị này có thể đo được giải nhiệt độ từ âm 50 độ C cho đến 110 độ C. Sử dụng pin 1.5V. Và súp cứng 5mm để làm vỏ cho đồng hồ. Trước tiên chúng ta sẽ làm vỏ hộp cho đồng hồ nhé. Chúng ta sẽ gắn hai tấm xốp như thế này. Vì vậy mà các bạn cần phải mài mỏng cái phần này đi. Và đây chúng ta sẽ làm phần đế. Chúng ta dùng keo 502 để dán tất cả các chi tiết lại. Keo này dính rất là chắc nhé. Vâng, và chiếc hộp của chúng ta sẽ trông như thế này. Chúng ta dùng keo decal để dán lại nhé. Cuối cùng các bạn lắp pin và cho cảm biến vào.
Đây là bộ phận cảm biến nên chúng ta sẽ cho nó thừa ra bên ngoài. Vâng, chỉ sau vài bước thực hiện cơ bản thì chúng ta đã có được một chiếc đồng hồ đo nhiệt độ để bàn cực kỳ dễ thương và ấn tượng như thế này, chỉ với giá 35k. Các bạn có thể dùng nó để đo nhiệt độ trong nhà, vân vân, đo nhiệt độ của các thiết bị điện công suất như là bóng đèn, nguồn sạc, CPU máy tính, vân vân. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng nó để làm vật trang trí tại bàn làm việc, góc học tập hay làm quà tặng ý nghĩa cho gia đình, bạn bè và người thân. Các bạn lưu ý là để đo được nhiệt độ của một vật gì đó bằng thiết bị này thì chúng ta chỉ cần cho phần đầu dây có cảm biến bằng kim loại này tiếp xúc với nguồn nhiệt mà vật đó tỏa ra. Ở đây mình sẽ đo thử nhiệt độ của một ly nước nhé. Các bạn đang quan sát thấy thì nhiệt độ của nước đang giảm dần từ 30 độ xuống khoảng còn 18 độ C khi mình cho nó lạnh vào. Ngoài ra thì chúng ta còn có thể sử dụng nó để đo thân nhiệt của cơ thể bằng cách là các bạn chỉ cần đặt phần đầu dây này vào vùng dưới cánh tay của chúng ta, tương tự như là đo bằng các thiết bị y tế.